Xin chào mừng các bác anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em ngày hôm nay. Và chúng em hôm nay rất hân hạnh được ghép một bộ cao kê cho anh Dũng ở Cầu Giấy. Có 3 số, 4 số loại cuối là 1970, sẽ đấy chắc là năm sinh của anh rồi. Và bộ cao kê của anh Dũng thì yêu cầu chúng em ghép là gồm một đôi loa Winwood G1000 và đánh với cục đẩy liền vang để anh chơi. Có thể nói là thứ nhất là cần cái độ chất, và thứ hai là cần cái sự đa dạng, tức là đa dạng trong cái khả năng chơi chơi nhạc, như là nhạc thì chơi các thể loại nhạc bolero ngọt ngào, rồi những bản nhạc DJ remix thì lúc anh chơi thế này, lúc anh chơi thế kia, và có khả năng karaoke được nữa, thì đây là một trong những lựa chọn rất tuyệt vời các bạn và anh em. Thứ nhất là nó đẹp, và thứ hai nữa là nó chất, thứ ba là giá nó cũng rất là hợp lý. Trong bộ karaoke ngày hôm nay của anh Dũng thì có 21 triệu đồng thôi các bạn nhé. Và quà tặng của chúng em là một cặp mic không dây trị giá là gần 2 triệu đồng. Và xin phép được giới thiệu lần lượt cho các bạn và anh em những cái sản phẩm của ngày hôm nay. Trước mắt các bạn và anh em, đây là một đôi loa cây mang thương hiệu Winwood của Mỹ, sử dụng là dạng một thiết kế là một dạng loa cây đứng, có cái vỏ gỗ rất là đẹp luôn, sơn chắc chắn, gồm 2 bát 20, bát đánh rất mềm các bạn, và cộng với cục kích thước thùng lớn nhé, thả những quả bát mà những cái dòng trầm bát 30 cũng phải thèm thuồng, tại vì đây là một công nghệ rất là tuyệt vời cho cái giải tần hoạt động rất là rộng, và một trung âm ở đây nữa cho cái lời ca tiếng hát, cũng như cái giải trung nó lồng lộng, nó sáng, nó nét và nó chính xác nữa. Bên trên là một cái chép kèn phễu ở đây, giúp cho cái giải chép nó rất là lung linh, nịnh tai. Và đây có thể nói là một trong những đối thủ đáng gờm của những dòng loa bãi trong phân khúc, giá của nó chỉ có 14 triệu đồng thôi, nhưng mà nó chơi đa dạng hơn, công suất mạnh mẽ hơn, hình thức đẹp hơn, và điều đặc biệt là cái chất âm của nó có thể giúp người nghe chỉ cần nghe lần đầu tiên phát là chúng ta đã bị lôi cuốn ngay. Ở trong đây em đang ghép vào cục đẩy DSX7. Cục đẩy này thì cùng hãng Winwood với đôi loa này, có nghĩa là đang thiết bị đồng bộ nhau. Và cục đẩy này đặc biệt là có tích hợp sẵn giải mã, cho nên chất âm của nó rất là trong trẻo, rất sạch sẽ các bạn nhé. Bên trong nó tích hợp sẵn vang số chống hú tự động, có giải mã, có tính năng loudness để kick cho chúng ta nghe những bản nhạc, cũng như là khi chúng ta hát karaoke, tức là có hai chế độ, một chế độ nghe nhạc và chế độ hát karaoke, nói chung chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Và trong này thì đã được cài đặt sẵn các cái chế độ rồi, chúng ta chỉ việc cắm mic và hát thôi, không thể thiếu được đó là một cắm mic không dây. Đây quà tặng của chúng ta, model là SV3116, một cắm mic không dây là quà tặng chúng em nhé các bạn nhé. Trong bộ cao kê ngày hôm nay chỉ có giá 21 triệu đồng. Rồi, không phải để cho chúng ta chờ lâu nữa, xin mời các bác anh em cùng quay về, chúng ta test chất âm, đầu tiên chất âm nữa, và thưởng thức ở chế độ nghe nhạc, những bản nhạc điện tử, bản nhạc mà có cái tiết tấu nhanh mạnh dồn dập và khó biểu diễn nhất thì đôi loa này có thể hiện rất tốt không nhá. Và xin mời các bác anh em cùng nghe, đeo tai nghe và chúng ta nghe thử cái chế độ loudness, em sẽ kích loudness này. À, xin mời. Đấy, anh em có thể đeo tai nghe và chúng ta mới thấy được cái độ phê của nó nhỉ. Bán nó sâu mềm, chép nó sáng lách cách lên kem. Mặc dù chúng ta mở cái âm lượng khá là nhỏ thôi, nhưng mà âm thanh nó rất là dày, đầy đặn đúng không? Không thua kém gì những dòng loa có kích thước bass 25 hoặc 30. Nào mà chưa đeo tai nghe thì vui lòng đeo tai nghe vào nhé.
sẽ chuyển sang đoạn nhạc không lời, anh em cùng nghe thử xem khả năng trình diễn không lời nó thế nào các bác nhé. Xin mời. Sau đây thì em xin phép được chuyển sang phần karaoke. Xin mời các bác anh em hãy cùng em hát nghêu ngao bài hát rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Hồi Tưởng của ca sĩ Mai Trần Lâm, để chúng ta cùng trải nghiệm cái chất âm bộ dàn karaoke ngày hôm nay.
Và lần nữa rất là cảm ơn anh Dũng đã ủng hộ cho em bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Và mọi nhu cầu về những bộ dàn cao kê giá rẻ, bình dân hay các thiết bị như loa đẩy, mic nâng tiếng, loa trầm, loa chép, các bác và anh em vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc 0963866222. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.